Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Thì đây là hai con bao Electrovoid, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Model là 7300A, em này chạy 16 con sò Motorola. Tiếng rất là mềm và ấm, phù hợp với các bác là nếu các bác nào có những dòng loa cổ với công suất lớn như là những dòng loa Bass 40. Đấy, có một con rề, các bác cần một con bao với công suất khỏe, tiếng hay thì các bác lựa chọn con Electrovoid 7300A này. Với giá rất là hợp lý, 7.500.000. Mé là tuyển đẹp xuất sắc hết cho các bác nha. Em về ba con nhưng mà một con lên đường về Khánh Hòa rồi. Bác về có một con rề rồi, bác về ghép vào để có một công suất khỏe hơn. Đấy. Hai em đều đồ đẹp như nhau nha các bác. Đây là dây nguồn. Đấy. Mé rất đẹp nha các bác. 7.500.000 là đã bao gồm phí ship nha. Hai cái quai. Đấy. Các bác chỉ cần có một con equal laser và hoặc là một con rề là hay hay rồi đó, bác ghép vào. Còn nếu các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì các bác ghép con vang vào nha. Đấy, có thể là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay. Con này nghe nhạc vàng, nhạc bolero rất là tốt nha các bác. Thì tiếng nó rất là mềm, tiếng bass rất là ấm. Đây là phía sau, con này series là 7275. 7275 nha, đường tín hiệu vào. Đấy. Mắt đi ngủ USA nha các bác. Đường loa. Tại vì dòng này vừa nghe nhạc vừa hát karaoke tốt luôn nha, công suất khỏe 600W trên một cơn. 16 con sò Motorola thì chúng ta khỏi cần bàn về lực đánh nó rồi. Công suất khỏe thì cho tiếng rất là mạnh mẽ, đầy đủ âm thanh. Con này là 7280. Đấy, 7280. Em nào đồ cũng đồ đẹp như nhau nha các bác. Thấy bác nào lấy thì cứ alo cho em nha. Rồi, tháo nắp và mời các bác cùng xem rụt rà bên trong. Đây, nó sử dụng nguồn vàng và 16 con sò sách Motorola nha các bác. Tất cả nguyên bản nha, hoạt động cực kỳ là hoàn hảo luôn. Những con đáy Mỹ xịn này cực kỳ bền rồi. Này con thấy đồ đẹp em nói nha. Nhìn cái ruột là chúng ta biết hàng Mỹ rồi. Đặc trưng của những dòng Mỹ nó thiết kế không có rườm rà như đồ Nhật nữa, nhưng mà quan trọng nhất là cái chất lượng. Như những con âm ly Mỹ cũng vậy, rất là đơn giản nhưng mà âm thanh cực kỳ hay. Chạy sò Motorola nha các bác. Mã là 9544. Rất là đẹp. Các bác mà có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Chiến nha, để sở hữu một con bao quá hay về chất âm, nghe nhạc vàng, nhạc bolero tích hợp và có thể hát karaoke gia đình. Giá là 7.500.000, đã bao gồm phí ship. Và tiếp tục đó là những sản phẩm hàng khủng của QSC. Thì model USA 1300 là nó là những con QXC 1007 hay là 1301 đều như nhau nha các bác. Và nó có một giá như nhau nha. Các bác lưu ý cái dòng USA 1300 và nó có 1301, và dòng QXC 1007 nó là một loại nha các bác, và y chang nhau và giá thành y chang nhau. Và dòng series USA các bác để ý những dòng này, USA phía trước cái số á, nó là một series. Còn cái dòng mà không có USA nó sẽ có 1007, một chữ 1007 đều y chang vậy nha các bác, đều chạy 32 con sò sét và một là một trong những QC đình đám và có chất âm cực hay ở phân khúc khó mà có đối thủ. Nó trang bị là mỗi vế là 16 con sò sét, tổng là em nó chạy là 32 con sò sét, có thấy khiếp khủng không? Và nó trang bị một cái tăng phun nguồn rất là to được nằm bên hông như thế này. Đây, nếu các bác được hình dung thì nó khi lắp gắn ráp vào như thế này này. Đấy. Đấy, là cái nắp em mở rồi nha các bác. Đấy. Đó là hai bo mạch trái phải đối xứng nhau nha các bác. Đối xứng nhau. Nó sẽ đối xứng nhau lại, ập lại. Chúng ta chỉ thấy mạch thôi, không thể thấy phần công suất và sò và hiệu quả tản nhiệt. Nó sẽ được hỗ trợ cái quạt từ này hút ở hai vị trí là đối xứng nhau ra, nên dòng này rất là mát khi các bác hoạt động và nghe nhạc hát karaoke. Để phối ghép với những dòng này, các bác là ghép với những dòng loa Boss hoặc là những dòng loa Mỹ như là Squier Vega, loa JBL Full
25, 30, 40 vân vân, và em nó đánh cả 50 đều rất là mạnh khỏe. Tại vì trang bị với công suất cực kỳ khỏe, mỗi vế là 16 con sò sát Motorola và 2468 tọa độ nguồn. Đây là những ba con mà em đã mở sẵn ra để các bác cùng xem nha, và để các bác biết được những dòng này nó cấu tạo như thế nào. Còn nguyên bản là ráp vào đấy, là như thế này, lắp cái nắp vào nữa là xong nha các bác. Size nó to, nó dòng khủng là size rất là lớn. Ở phân khúc 12 triệu nha các bác. Nên em được này về số lượng là khoảng 5 con nên giá rất là tốt cho các bác. Họ được cách đây được trước thì em về một con thì giá 12 năm, nên là về số lượng là 5 con, con nào cũng đẹp và giá rất là tốt cho các bác, để các bác sở hữu và xem sửa cho mình chuẩn bị cái Tết. QC Ultra 1300 nha các bác. Đây đồ đẹp ở đây. Giá là 12 triệu, giá em đã cân đối rồi. Các bác nào cân đối yêu thích và đang cần một con đẩy xịn sò, có chất âm hay và khỏe mạnh, không ngán lo gì thì các bác sử dụng những em này. Với size thì nó cao và rất là khủng. Nó cao là 18cm nha bác, và ngang là chung với những con đẩy khác là 48cm và sâu là 30cm nha các bác. Rất là đẹp. Rồi, đây là cái những cái mà em đã mở ra để các bác cùng tham khảo bên trong. Đấy. Rất là đơn giản những cái dòng này thì như những con đẩy khác thôi. Đây, bộ mặt khi chúng ta nhìn xuống ốp này. Đấy, nó đối xứng nhau. Các bác thấy tưởng là nó đấy, đơn giản là như thế này, nó được kết nối với nhau là hai cái rắc này thôi nha các bác. Đấy, các bác có thể mở ra được, ai cũng có thể mở được nha, chỉ cần vặn bốn con ốc này. 1 2 3 4 chúng ta có thể nhẹ nhàng và lấy ra rút cái rắc này ra. Đấy, cái rắc này. Cái rắc này nó nằm ở chỗ này. Đây các bác. Và cái rắc này nó lại nằm chỗ này. Giờ là ok xong thôi. Đấy. Đây mỗi vế. Đây, các bác sẽ thấy 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 con sò Motorola nha các bác. Và 8 tọa độ nguồn này. Các bác thấy máy đẹp không? Và cầu chạy sứ còn nguyên nha các bác. Đây là cái tăng phô cực kỳ bự nha. Con này nặng khoảng 25kg các bác. Đây là vế tiếp theo. Thì nó đứt vế tiếp theo và vế bên trong này thì nó y chang nhau nha các bác. Đấy, các thấy máy rất đẹp nha. Đây, 16 sò sắt Motorola. Nếu các bác nào mà đã nghi sò sắt rồi thì những con sò sắt của QC vẫn rất là mạnh nha. Và âm thanh của những dòng này thì rất là hay rồi. Từ những cái model 850 đời nhỏ mà chạy 16 sò thì nó đã tuyệt vời rồi, mà lên đến những dòng gần 3 cao cấp như thế này. Với giá thành này em chính đang phân phối giá là 12 triệu rất là tốt. Các bác nào sở hữu thì cứ liên hệ cho em nha. Đấy, em nào cũng đẹp đó nha. Đấy, cầu chỉ sứ đó còn nguyên hết cho các bác nha. Những con này rất là tiện, là hàng từ xuất châu Âu về nên là điện 230V. Các bác cắm điện 220 lưới Việt Nam mình là xài rất là tiện nha. Không cần phải chuyển cầu hay là mình mua ống áp thì nó tốn tiền. Và cái quan trọng nhất là những con đẩy này mình xài điện gia đình thì rất là ổn định. Tại vì đẩy nó cần một công suất lớn. Những con mà ổn áp mà ra điện 1,5kg thì không đủ lực cho em nó đánh đâu. Nên là điện lưới Việt Nam điện 230 hàng châu Âu này thì quá ngon nha các bác. Năm nay đa số hàng đẩy về châu Âu về rất là nhiều, nên năm nay là rất là tiện cho anh em chơi, không cần phải đấu qua ổn áp nữa. Đây, 16 Motorola. Đây, cầu chỉ sứ còn nguyên. Máy đẹp hết cho các bác nha. Đây, để mở ra để các bác được hình dung được cái con này nó cấu tạo như thế nào. Đây, mỗi vế này, vế trái, vế phải này các bác, nói chung là hai vế y chang nhau hết nha, nó chỉ cần nó được kết nối với hai cái rắc này nè. Đấy. Giá 12 triệu một con nha các bác. Em nào cũng đẹp xuất sắc nha. Đây các bác thấy thấy. Cái kết nối 6 ly. Được tặng kèm một bộ dây Canon xuống 6 ly cho các bác nha. Kém vàng rồi xuống nha. Tất cả những con đẩy mà em bao công suất Mỹ xịn thì các bác yên tâm, em sẽ được bạn gửi hàng và tặng cho các bác một bộ dây kết nối nha. Bất kể các bác mua con đẩy hay là con bao nào ở tại shop em đều được tặng thêm một bộ dây AV35 để các bác kết nối. Dây là dây xịn nha các bác, dây Canred trị giá 300.000. Nhìn một rừng sòi là đủ, là phê rồi. Đấy. Với công suất 32 con sò sắt
thì không ngán cái loa gì nha các bác, full 50 hoặc là full 40, 2 full 30 thì con này là tê tái luôn nha. Đấy, các bác nào lấy thì liên hệ cho em Chiến nha, hàng đẹp đấy nha các bác. QC1300 này đã có hàng, số lượng là 5 con về phục vụ các bác, vô đối trong tầm giá nha các bác. Hầu những con này mà được năm trước em về rất là cứ từng giọt nhỏ giọt nhỏ giọt, một con hai con thì anh em lấy hết. Anh em có nguồn hàng rất là tốt, cũng như là nhập về với giá tốt cho các bác chơi, và hàng là phải đẹp. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào có nhu cầu về những sản phẩm bên em Chiến phân phối thì các bác liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên, và các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể kết bạn Zalo qua số 0965770227 nha. Bên em phân phối những sản phẩm phục vụ nghi hát, karaoke, nghi nhạc high end vân vân.